Theo ghi nhận tại các khu du lịch ven biển Thanh Hóa, dịp cuối tháng 5 vừa qua là tuần lễ đón được đông khách nhất sau dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy biển Thanh Hóa đã là điểm đến thân thiện, hấp dẫn đối với du khách trong trạng thái bình thường mới sau dịch. để thu hút khách vực lại doanh thu bị giảm sút mạnh do dịch bệnh các doanh nghiệp cơ sở kinh doanh tại nhiều điểm du lịch trên địa bàn thành phố thanh hóa như sầm sơn hải tiến hải hòa đã chủ động đưa các chương trình gói sản phẩm với các mức giá hấp dẫn tạo ra cơ hội du lịch biển mùa hè với chi phí thấp chưa từng có Thực hiện tốt việc phòng chống Covid-19 thời gian qua là yếu tố để Thanh Hóa có thêm điểm cộng đối với du khách. Theo dự báo, lượng khách du lịch biển ở Thanh Hóa sẽ tiếp tục tăng và đạt cao điểm trong tháng 6, tháng 7 và nửa đầu tháng 8 tới, qua đó sẽ bù đắp một phần thiệt hại do dịch gây ra.